cầm xe lên. Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì ông ấy đến Đà Lạt khá là trễ so với lại các nhạc sĩ khác, như là nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính từ Công Phụng hay Ngô Thị Viên. Thì những nhạc sĩ đã đến Đà Lạt khi 13, 14 tuổi và họ học trường lai ở đây. Thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quy Nhơn xong mới đến Đà Lạt. Và việc đầu tiên ông ấy đến Đà Lạt đó là nhận vào dạy học cùng trường ở thị xã, trường tiểu học thị xã Bờ Lao, đó là Bảo Lộc, cách Đà Lạt 100 km. Và một tuần ông ấy sẽ có một cái chuyến vào cuối tuần sẽ có một cái chuyến lên Đà Lạt để gặp gỡ những người làm công tác âm nhạc ở Đà Lạt. Và chính năm 1964 thì ông ấy đã gặp ca sĩ Khánh Ly tại Đà Lạt Nightclub, và hai người họ cũng từ đó đã làm nên một cái câu chuyện rất là dài, một hình một bóng, làm nên một cái câu chuyện rất là dài trong âm nhạc Việt Nam cho tới hôm nay mà chúng ta biết rồi nhé. Khi mà nhắc tới những cái bóng hồng ở trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn thì thường thường mọi người sẽ nhắc tới như là cô Diễm Xưa, một cái cô mà không thể nào mà không nhắc tới. Tiếp theo là một cái cô như là cô Tôn Nữ Bích Khê ở trong Biển Nhớ. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, ngày mai em đi nhớ trời cao miếu bước sơn gạch khê, là ông ấy lấy tên mà của cô ấy và ông ấy và cô Khê nối lại với nhau, trời cao miếu bước sơn khê. Và một cô gái nữa trong người Huế rất là đẹp tên là Nguyệt ở trong Nguyệt Ca. Từ khi em là Nguyệt tôi như từng cánh diều bay, từ khi em là Nguyệt trong tôi có những mặt trời. Và rồi cái đối với cô Nguyệt đó nữa không có tới đâu. Trong một cái lần ông ấy hẹn cô Nguyệt thì cô ấy lỡ lời khen một người đàn ông ngoại quốc và ông ấy không bao giờ gặp lại cô nữa. Cho nên là cuối bài hát có cái câu là từ khi em là Nguyệt coi như không phải tình cờ. Rất là nhiều nữa, chẳng hạn như là về sau thì có 26 tuổi thì một cái mối hôn nhân, một cái cuộc hôn nhân mà hầu như không ai nhắc tới. Cho tới bây giờ chỉ có những vài người thân, những bạn thân của tôi. Năm ông 26 tuổi ông có một cái cuộc hôn nhân ở Sài Gòn với một cô ca sĩ. Nhưng mà trong cái đêm tân hôn đó thì ông ấy đã là để cô em lại một mình và đi theo người bạn của mình là họa sĩ Đinh Cường. Còn cuối cùng thì tan vỡ, chưa kết hôn luôn, chưa có làm giấy kết hôn, chưa kết đơn hôn luôn. Và một người con gái không thể nào không nhắc tới đó chính là Ngô Vũ Giao Ánh. Ngô Vũ Giao Ánh lại là em gái của Ngô Vũ Mạnh Chiến, tức là chị Diễm Xưa đó. Đối với lại Ngô Vũ Giao Ánh thì ông ấy yêu rất là dài, rất là sâu đậm. Chính năm 1964 thì tại Đà Lạt lần đầu tiên đến Đà Lạt là ông ấy đã viết cho chị của Ngô Vũ Giao Ánh những lá thư đầu tiên. Ở thị xã Bà Lao, ông ấy nói rằng là Ánh à, khi mà anh viết cái lá thư này cho Ánh thì anh phải vào trong phòng này, thả mùng, anh phải lên giường anh thả mùng xuống, anh thả một cái bóng đèn dầu rồi anh muốn viết thư cho anh. Bờ Lao là một trong những cái nơi mà anh cảm thấy hoang vu nhất, một cái thế giới hoang vu nhất mà anh từng biết. Ở đây rất là cô đơn vì 6 giờ tối, 7 giờ tối là không còn ai ra đường, tại vì đang thời điểm giới nghiêm mà, dĩ nhiên là như thế. Nhưng mà Bờ Lao cũng như Đà Lạt thời điểm đó còn hoang vu thì làm sao mà Bờ Lao không hoang vu được. Và thực ra thì trong âm nhạc ông ấy không có trong cái đề tài tình ca, không có gọi cái bài hát nào nói gọi tên Ánh ơi như là Diễm hay là Nguyệt hết. Thế nhưng mà viết cho Giao Ánh rất là nhiều. Còn tuổi nào cho em thì viết cho Giao Ánh này, Mưa Hồng này, Hoa Vàng Mỹ Độ này, Chiếc Lá Tung Phai này, Em Đi Bỏ Lại Con Đường, đó là những cái bài mà viết cho Giao Ánh. Và năm 2001 ông ấy mất. Tới 2011 thì chị Ngô Vũ Giao Ánh chính thức trao trả lại 100 bức thư tình mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết cho chị ấy. Và chị ấy trả lại cho gia đình của ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và chị Trịnh Bình Trinh là người em gái út, người thừa hưởng tài sản âm nhạc của ông ấy đã nhận cái thư tình gửi một người, 100 bức thư tình đó, và xuất bản thư tình gửi một người. Nó có một cái cuốn thư tình gửi một người, 100 bức thư tình của Ngô Vũ Giao Ánh. Em xin hát một
Bye bye, không biết cho Đà Lạt chiều mình qua phố. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngoài kia không có nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên, ngoài kia không có nắng mềm, ngoài kia ai.